Xin kính chào quý vị và các bạn, quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà gấp ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe 8 chỗ rộng rãi, gầm cao, một chiếc xe với độ bền thì khỏi phải bàn rồi, đến từ hãng Toyota. Và chiếc xe trước mặt các bạn đây chính là Toyota Innova Venturer 2019. Xe sở hữu một cái màu trắng rất là đẹp, màu trắng ngọc trai nha các bạn, mang biển số thành phố. Xe này mới đi được có 21.000 km à. Hiện tại thì công ty mình mới vừa thu về. Xe thì chưa có làm đẹp gì hết, chưa có vệ sinh gì hết. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cảnh cái xe mà chưa được làm đẹp để cho các bạn ta thấy thực tế cái xe nó một số chỗ nó trầy xước nè, những chỗ nó xấu nè. Chúng ta biết thực tế luôn. Và khi mà các bạn ta mua cái xe này á thì bên mình khi mà bàn giao sẽ bàn giao một chiếc xe hoàn toàn mới luôn, một chiếc xe với ngoại thất cực kỳ là mới, nội thất đã được vệ sinh sạch sẽ và chiếc xe đã được kiểm tra chất lượng đầy đủ rồi mới bàn giao cho các bạn nha. Rồi xin mời các bạn cùng mình đi cận cảnh chiếc Innova Venturer 2019 này nha. Mình đi từ phía trước xe nha các bạn. Rồi đèn xe nè, một cái đèn zin theo xe đó, do chưa vệ sinh cho nên bụi bặm còn bám trên nè, tuy nhiên không có bị bể ố gì trên nha các bạn. Cản thì lúc trước có sơn dặm lại rồi nè, không phải là nước sơn zin nha. Mình nói thật luôn, cản là con đây là nước sơn zin, nước sơn dặm nè, còn đây là nước sơn zin nè, hai bên nè. Thì nói chung xe cộ chạy xước sơn dặm lại là bình thường nha các bạn. Đèn đốm phía dưới không bị bể nè, còn phía dưới thì bùn đất chạy xước thôi, thì những cái chỗ này cần đánh bát đánh bóng ra, không cần phải làm đồng sơn lại. Mặt ca lăng thì sơn đen bóng nè, bụi bặm thôi, mình chỉ cần vệ sinh nha các bạn. Rồi đèn bên phía phụ nè, đèn zin. Cản nè, bên đây cũng có sơn dặm lại rồi nha các bạn, không phải nước sơn zin. Đây nè, con số vết xước nè, hàng này sẽ được làm lại nha. Rồi đây là chỗ này sơn nè các bạn, chỗ này nó hơi bị chạy xước nè. Mình đánh dấu thì sẽ sơn lại nè. Mâm lớp thì do cái xe mới đi được có 21.000 km nè, cho nên tình trạng là lớp zin theo xe. Và đối với chiếc lớp này mình đi khoảng độ 60.000 nữa mới có thay nha các bạn. Mâm đen thì đặc trưng của dòng Innova Venturer là sở hữu một mâm màu đen. Gầm bệ nè, như mới luôn. 2019 đến nay cũng 3 năm rồi các bạn, 3 năm đi được có 21.000 cây à, đi rất ít. Rồi bên phía bên hông nè, gương chiếu hậu có một số vết xước nè, đó sơn lại nè, đó. Ở đây có một số vết móp nhỏ nè, đã nhìn kỹ mới thấy nha các bạn, thì chỗ đây sẽ được làm lại. Rồi phía sau thì không cần phải làm, do phía sau còn rất mới nè. Mâm lớp sau thì cũng giống như mâm lớp trước thôi, đó, cũng là lớp zin, mâm zin, rất là vậy luôn. Lớp sơ cua xe này chưa có hạ nha các bạn, đây mình cho các bạn thấy thực tế luôn. Lớp sơ cua này đó, chưa có hạ luôn, gầm bệ như mới. Tại vì mới đi được có 21.000 km nè, không cần phải hạ lớp sơ cua làm gì hết. Rồi phía sau thì có số vết xước thôi, chỗ này, chỗ này làm lại, sơn lại. Chung xe cậu về xe cũ các bạn thì chắc hẳn một điều phải trầy xước thôi, không thể nào mà nó đẹp giống như xe mới được. Thì chỗ nào xấu thì sẽ được làm lại thôi. Quan trọng một điều ở những chiếc xe cũ các bạn là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ. Thì những cái đó thì công ty mình cam kết rồi, không phải chúng ta không cần phải quan tâm đâu. Rồi bên đây cũng có vết xước nè, đây đó, sơn lại đây. Rồi bên phía tài thì cửa zin, nước sơn zin, không cần phải làm gì hết, chỉ cần đánh bát đánh bóng thôi đó, không có đánh dấu nha. Được phía bên đây rất là đẹp luôn. Rồi ngoại thất cái xe này khá là ok, phụ kiện thì đã có dán phim che mưa rồi, thiếu cái bộ chắn cửa nha các bạn. Đây chắn cửa là chỗ này nè, đây chắn cửa là chỗ này, để mình khi mình bộ tay vào á nó không có bị chạy xước chỗ này, thì mình có thể xin tiền hỗ trợ thêm 4 cái chắn cửa là nhìn cái xe đẹp hơn. Rồi bây giờ mình vô trong mình coi cái nội thất chiếc Innova Venturer 2019 này nha các bạn. Đây nội thất, đây nội thất là giữ nguyên, vẫn còn bộ cái nỉ zin theo xe. Vô lăng rất là mới nè, do mới đi được 21.000 km, đây số km thực tế luôn, 21.399 nha các bạn. Đầu DVD zin, trải tắp lô và có luôn một trần, rồi bộ ghế nỉ zin số tự động. Mặc dù xe chưa được vệ sinh, tuy nhiên hiện trạng còn rất là sạch sẽ luôn, do để lâu rồi không có đi nè, chủ ít dùng quá cho nên bán lại. Chống chày nè, dán thêm. Thì đối với những mẫu Innova Venturer này á,
thích hợp cho các bạn mua về để đi gia đình. Rất sang trọng nha, ngồi rất thoải mái, và đi thì đi đường xa chúng ta đỡ mệt, tại vì nó rất là đầm nha các bạn. Đi ngang những cái gờ đồ đó nó nhịp nhàng rất là nhẹ và chúng ta không có bị sốc. Đây, phía sau đó sạch sẽ nè. Bộ ghế nỉ này rất giá trị nha các bạn. Thì nếu như mình theo mình khuyên các bạn á, thì nếu như chúng ta mua xe này chúng ta nên giữ là bộ ghế nỉ, đừng có bọc lại bộ ghế da thì nó mất giá trị xe lắm. Tại bộ ghế nỉ này là ghế nỉ dạng loại tốt chứ không phải loại thường, thì ngồi nó thì nó sẽ rất là thoải mái và nó mát. Còn tuy nhiên đánh đổi lại thì nó dơ, nhiều khi chúng ta đổ đồ ăn thức uống gì đó nó dơ, khó lau khó vệ sinh, thì chúng ta có thể kèm theo cái chai vệ sinh ghế nỉ á, nó giữ bộ ghế này lại và chúng ta dùng và kèm theo cái chai vệ sinh ghế nỉ mỗi lần dơ chúng ta lau. Thì không nên bọc lại bộ ghế da, nhiều khi nó tốn tiền rồi nó không có giá trị bằng cái bộ ghế nỉ nữa. Rồi trần xe nè, có cái viền đèn rất là đẹp nha các bạn. Đây, một chiếc xe khá là đẹp, chạy có 21.000 km thôi, 29 mà đi có 21.000 km. Mình điểm lại thông tin cái xe này một lần nữa nha các bạn. Đây là Innova Ventura 2019, số tự động, xe đi được 21.000 km, mang biển số thành phố. Thì hiện tại thì công ty đang dự kiến chào bán cái xe này với mức giá là 747 triệu. Thì nếu như các bạn đang quan tâm hãy gọi cho mình qua số điện thoại nha, thì mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh và những cái thủ tục mua bán trước. Rồi nếu như chúng ta hài lòng rồi á, cảm thấy hợp lý rồi á, thì chúng ta lên coi xe lấy thử cảm nhận và khi đó là có quyết định mua hay không nha, để đảm bảo rằng chúng ta lựa chọn được một chiếc xe mà gia đình chúng ta yêu thích và nó gắn bó lâu dài với gia đình mà hơn nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Innova Ventura 2019 của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.